Xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi sửa hai đầu này nhé, hai đầu mặt đất nhé. Đấy, hai đầu mặt đất này. Cái này thì không biết như thế nào. Hôm trước tôi giảm có, bởi vì tôi đến nhà sửa mà, cho nên không thấy cái gì cả. Đấy, thì nó không lên các bạn. Thấy nút bấm ra là toe tua này. Đây có lỗ 12V đây. Chúng ta thử nhé. Bây giờ chúng ta có nguồn 12V này, chúng ta giảm thử các bạn nhé. Nếu trường hợp được thì chúng ta có thể sửa nguồn được, sửa không sửa được thôi nhé. Không sửa được chúng ta lấy cục này chúng ta thử sao nhé. Nếu trường hợp ta lên các bạn này, xem nào. Đấy, kênh này. Thế là tốt nhé, coi như nguồn là được nhé. Chúng ta có thể xem thử bên trong này chữa được không. Nếu không chữa được, chúng ta lấy cái này tháo dây ra và gầm nguồn này nhé. Trường hợp nếu chúng ta sửa được thì nó khá hơn, tức là nó sẽ được hơn. Quan trọng có lên hình nữa là không, quan trọng là như vậy. Đấy, như vậy của nó thấy có gì nổ không. Có thể dây đứt các bạn nhé. Nếu trường hợp dây đứt thì ok lắm nhé. Ta thử nhé. Có thể không thấy nổ được gì hết, mà thấy dây như thế này chúng ta có thể thay dây nhé. Máy gì mà dây đứt thì nó đỡ hơn. Lên các bạn nhé. Cái này không lên nè. Như vậy trường hợp này có thể đi chơi các bạn. Trường hợp đi chơi thì ok hơn rồi. Nói chung cụ thể là như vậy. Nếu đến được đoạn này thì nó dễ tìm hơn. Còn lên các bạn nhé. Còn bên này nhé. Không lên các bạn. Đứt đoạn này các bạn này. Đấy, như vậy đơn giản thôi, chúng ta loại trừ nhé. Còn chúng ta sẽ thế này đây nha, một cái cây nó đơn giản nhé, nó đơn giản nhé. Ấy nhé, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này nhé, cắt cái này đi thì chúng ta nối vào đây. Ở đâu kéo đi, giản chúng ta cắt đi, cắt hai mẫu này. À chà, kéo không đi được các bạn nha. Cắt hai cái này, chiếc dây khó cắt như thế này. Chà, dây bên quá các bạn. Này, dây đừng hỏi sao dây lại bên vậy, cũng biết cái sẵn cái này. Ta lấy một khúc các bạn nhé, một khúc thôi. Đấy, ta lon vào, lòn nhé. Đấy, đơn giản vậy, lòn vào. Chúng ta hàn hai cái lại với nhau nhé. Cười.
đập chạm ghế rồi. Rồi đấy, chúng ta bây giờ hàn cái này lại và chúng ta kéo nhé. Hàn nó đơn giản thôi các bạn. Cái này tôi đi làm nhé. Đi làm này nhận đại khái là người này người quen. Không quen tôi cũng tới đâu. Nói chung làm những cái này thì hầu như họ xách đến nhà để làm thôi. Chứ còn tôi không làm tại nhà cái này nhá. Vì người quen họ kêu. Thì làm như hai người đều tuổi già rồi thì tôi đi qua đó đi làm tụ lại. Làm điều hòa vừa gặp luôn tôi làm luôn nhá. Đấy các bạn thấy không? Tắt thì chúng ta được nhé. À, bắn ra thành bấm nút luôn, tắt luôn nhé. Được á, mọi thứ đều được nhé. Kênh lên kênh xuống nhé, với tiếng nhé. Rồi như vậy ok, thì một cái có như là được nhé. Nó quá đơn giản các bạn nhé. Từ lúc đứt nguồn nhé, không có các bạn lấy cái nguồn 12V này được cũng được này, cảm vào nó có lỗ nguồn 12V đây. Rồi đấy, một cái nha. Hồi này chúng ta sau xem hình sao nhé. Cái này thì như thế nào nhỉ? Cái này để tôi xem nhé. Mình thấy nguồn lên các bạn này. Số vẫn hiện nhỉ. Khoan nào, có gì nó hiện. Cái này chắc không có hình vậy. Có nhảy ở trong các bạn nhé. Đây các bạn không thấy được cái số hiệu trong đấy đang còn ấy nhá, đang nổi trong đấy nhá. Đấy không phải nháy vậy, ở trong gió quay trong tivi trong trong điện thoại nó nháy, còn nó đây không nháy các bạn nhé. Rồi như vậy ok, hai cái thì chúng ta sẽ tiến hành lại cắm lại nhá. Đây nhá, chúng ta gặm lại cái này nhá, nguồn của cái này chúng ta gặm vào này. Còn cái này thì ở đâu đấy, cái này thì chúng ta bấm chặt vào anten này. Cái này chúng ta bấm vào ấy, tivi đang còn hỏng các bạn nhé, nên mình đợi không có một buổi nó xịt hình nhé. Đấy, được rồi nhá. Rồi. Ông ơi, ông từ hàng nội về à? Một cái nhá. Sang cái thứ hai nhá. Đấy, một cái này được nhá. Tôi đang thử bởi vì cái tivi này hỏng bao quá. Nó chạy nóng lên một xíu là nó bị các bạn nhé. Đấy nhá, tôi giảm lên, tôi giảm lại nhé. Quýt lên được không Quýt? Em nó diễn ra con khỏe hơn, tránh những cái. Như vậy là hiệu vụ thứ nhất đã bắt đầu. Sau cái vụ đầu tiên này. Đấy, như vậy là được các bạn nhé.
Đấy. Nó tắt nhá, không có những bản quyền nhá. Nó hỏng một bên đây. Các bạn thấy không? TV nó một tí nó xéo. Như vậy hai cái được các bạn nhé. Thôi đến đây cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe nhé. Xin chào mọi người nhé.